Tất cả những ai tin vào người con đều được sống muôn đời. Ái tín trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường kính báo nữ tu Maria Nguyễn Thị Kiều Lương, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1972 tại Đồng Nai, khấn dòng ngày 5 tháng 8 năm 1999, đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ 50 phút thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2021 tại Cộng đoàn Thánh Giuse Giáo xứ Hà Nội, địa chỉ 106/5, khu phố 5, phường Tân Biên, phố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hưởng dương 49 tuổi, khấn dòng 22 năm. Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp, nên Hiệp hội không thể chủ động để tổ chức lễ an táng cho chị Maria Nguyễn Thị Kiều Lương như truyền thống của Hiệp hội. Do đó, em xin kính báo với toàn thể chị em về việc hậu sự của chị Maria như sau. 1. Việc hỏa táng do Ban Phòng chống COVID-19 tại địa phương của tỉnh Đồng Nai đảm nhiệm theo quy định của pháp luật. Do đó, sau khi nhận hài cốt của chị, tùy theo tình hình cụ thể, Hiệp hội sẽ thông báo chương trình tiếp theo sau. 2. Kính xin chị em tham dự thánh lễ online trên trang mạng của Giáo phận Phú Cường vào lúc 5 giờ thứ ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021 để tiễn đưa và cầu nguyện cho linh hồn chị Maria sớm hưởng thánh nhan Chúa. 3. Ngoài việc thực hiện theo quy định của Hiến pháp 67/1AB, kính xin toàn thể chị em và các cộng đoàn thực hiện thêm mỗi ngày 50 kinh mân côi trong một tuần để cầu nguyện cho chị Maria. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban thưởng vinh phúc nước trời cho chị Maria thân yêu của chúng ta. Trụ sở nhà mẹ, 16 tháng 8 năm 2021. Thay mặt Hiệp hội, nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Hương, tổng phụ trách. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị đăng ký kênh Muối Men Media, like, chia sẻ và bình luận góp ý của quý vị. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Xin kính chúc quý vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin hẹn quý vị vào những video tiếp theo.